Các nhà lập pháp Florida xem xét dự luật sẽ cho phép phụ huynh kiện các trường bắt đeo khẩu trang. Luật sư của ông Trump sẽ bảo vệ ông Bannon trước tòa. Nhà báo Mỹ được Myanmar thả sau khi bị tuyên 11 năm tù. Thủ tướng Đức Merkel gọi điện cho Tổng thống Belarus trong khủng hoảng biên giới. Mặc Bắc Kinh tức tối và đã từng can thiệp thành công, ứng viên Tổng thống Hàn Quốc thề sẽ triển khai pháp. Ba phi hành gia thần châu 13 Trung Quốc đóng quân ở Thiên Cung bị sưng mặt trong những tháng gần đây. Đừng tin những lời hứa của Trung Quốc, nếu họ quan tâm đến rừng của thế giới, tại sao họ lại phá hủy chúng? Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của mục tin Thế giới trưa ngày 16 tháng 11 của DKN TV. Thưa quý vị, các nhà lập pháp Florida của Đảng Cộng Hòa đang xem xét một dự luật cho phép phụ huynh kiện các trường học có nhiệm vụ đeo mặt nạ hoặc vaccine, theo AP đưa tin. Đây là một trong những dự luật được thảo luận trong phiên họp lập pháp đặc biệt bắt đầu vào thứ Hai theo giờ Mỹ. Theo Tampa Bay Times, các bậc cha mẹ sẽ quyết định trong việc con mình có đeo khẩu trang và tiêm vaccine hay không, để buộc các khu học tránh phải tuân theo. Phụ huynh có khả năng khởi kiện và nếu họ thắng, họ sẽ được trả phí luật sư và các chi phí khác. Đề xuất ban đầu được Thượng nghị sĩ tiểu bang Kate Perry đệ trình vào ngày 13 tháng 10 và được xem xét cho phiên họp lập pháp năm 2022. Đề xuất cũng hạn chế các thành phố và quận bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang và trải qua các thủ tục và điều trị y tế. Các đề xuất khác bao gồm việc cho phép người lao động chọn không tham gia các quy định về vaccine COVID, đang hạn chế các doanh nghiệp tư nhân khi họ có miễn trừ vì lý do y tế, tín ngưỡng tôn giáo, bằng chứng về khả năng miễn dịch, xét nghiệm thường xuyên và thỏa thuận mặc đồ bảo hộ. AP đưa tin. Người sử dụng lao động có thể bị phạt tới 50.000 đô la Mỹ vì sa thải một công nhân không đưa ra các khoản miễn trừ. Một đề xuất khác hạn chế nhiệm vụ tiêm vaccine COVID-19 đối với các trường công lập và nhân viên chính phủ ở Florida. Theo CNN, nếu thành công, Florida sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên thông qua luật phạt các doanh nghiệp và bệnh viện tuân theo nhiệm vụ tiêm vaccine của Tổng thống Joe Biden. Tiểu bang là một trong 26 tiểu bang đấu tranh với chính quyền ông Biden tại tòa án về nhiệm vụ tiêm vaccine bắt buộc cho chủ lao động tư nhân của họ. CNN dẫn lời ông DeSantis vào tuần trước rằng chúng ta phải dừng việc cưỡng chế. Thưa quý vị, ông David Stern, một trong những luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong phiên tòa luận tội lần thứ hai sẽ đại diện cho cựu chiến lược gia Tòa Bạch Ốc Steve Bannon sau khi ông này bị buộc tội khinh thường Quốc hội. Tên của luật sư David Stern được liệt kê trên các tài liệu pháp lý nói rằng ông sẽ xuất hiện vì bị cáo Bannon, người phải đối mặt với các cáo buộc hình sự và đã đầu thú với nhà chức trách hôm thứ hai. Ông Bannon đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố về tội khinh thường Quốc hội vì không tuân thủ chất đòi hầu tòa từ Ủy ban lựa chọn Hạ viện xem xét cuộc biểu tình bạo lực tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1. Ông Bannon đã từ chối giao nộp các tài liệu với lý lẽ của ông Trump rằng chúng được bảo vệ bởi đặc quyền hành pháp. Tuy nhiên, thẩm phán quận Tania Chutkan không bị lung lay bởi lập luận này đã ra phán quyết rằng ông Trump không thể sử dụng đặc quyền hành pháp để chặn cơ quan lưu trữ quốc gia tiết lộ thông tin liên lạc của Tổng thống liên quan đến các sự kiện dẫn đến cuộc xâm nhập vào Điện Capitol. Nếu ông Bannon bị kết tội, ông sẽ phải đối mặt với một năm tù giam và tiền phạt tối đa là 1.000 đô la Mỹ cho mỗi tội danh, theo Bộ Tư pháp Mỹ. Thưa quý vị, Danny Fenster, nhà báo Mỹ bị bắt vào tháng 5, đã được trả tự do sau cuộc đàm phán giữa cựu nhà ngoại giao Hoa Kỳ Bill Richardson và chính quyền quân sự cầm quyền. Nhà báo 37 tuổi Fenster làm việc cho Frontier Myanmar, một tạp chí chuyên về Myanmar, trong khoảng một năm và đã bị bắt vào tháng 5 năm 2021 khi cố gắng rời khỏi Myanmar. Ông Fenster là nhà báo ngoại quốc đầu tiên bị kết án sau cuộc đảo chính của quân đội đầu tháng 2. Động thái diễn ra chỉ 3 ngày sau khi ông bị kết án 11 năm tù. Hồi tuần trước, sau 176 ngày bị giam giữ, nhà báo Mỹ bị tòa tuyên án 11 năm tù vì kích động bạo lực chống chính quyền, tụ tập bất hợp pháp và vi phạm luật nhập cảnh của Myanmar. Phán quyết này đã làm dấy lên làn sóng phản đối của cộng đồng quốc tế. Nhà báo bay về Mỹ qua hướng Qatar. Ông trông yếu ớt khi đến sân bay quốc tế Hamad ở Doha, nhưng cho biết ông không bị đánh đập khi bị giam cầm. Nhà báo Fenster nói với các phóng viên, "Tôi cảm thấy tuyệt vời và thực sự hạnh phúc khi trên đường về nhà. Tôi vô cùng hạnh phúc vì mọi thứ mà Bill đã làm." Khi được hỏi liệu ông có bị ngược đãi hay không, ông nói, "Tôi bị bắt và bị giam cầm mà không có lý do gì, tôi cho là như vậy, nhưng về mặt thể chất, tôi khỏe mạnh. Tôi không bị bỏ đói hay bị đánh đập." Đài truyền hình MyID thuộc sở hữu của quân đội Myanmar vào cuối ngày thứ hai thông báo Fenster đã được ân xá, nói rằng đó là do yêu cầu của Richardson và hai đại diện Nhật Bản để duy trì tình hữu nghị giữa các nước và nhấn mạnh cơ sở nhân đạo.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã khen ngợi các quan chức Hoa Kỳ cũng như ông Richardson vì nỗ lực để nhà báo Fenster được trả tự do. Ông Blinken cho biết trong một tuyên bố, "Chúng tôi vui mừng rằng Danny sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình của mình, trong khi chúng tôi tiếp tục kêu gọi trả tự do cho những người khác vẫn đang bị giam cầm một cách vô cớ." Thưa quý vị, những người tị nạn đang hướng tới Liên minh châu Âu, EU đã bị mắc kẹt ở Belarus và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến Alexander để thảo luận về viện trợ nhân đạo cho họ vào ngày 15, theo giờ địa phương. Bà đã nói chuyện với Tổng thống Belarus Lukashenko qua điện thoại, một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết. Người phát ngôn chính phủ Đức Stephen Seibert cho biết trong một tuyên bố, Thủ tướng Merkel và Tổng thống Lukashenko đã trao đổi quan điểm về tình hình tại biên giới giữa Belarus và EU, đặc biệt là nhu cầu hỗ trợ nhân đạo cho những người tị nạn và di cư. Cuộc điện đàm đã kéo dài khoảng 50 phút, đang thu hút sự chú ý bởi đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên với nguyên thủ các nước phương Tây kể từ khi Tổng thống Lukashenko, người được gọi là nhà độc tài cuối cùng của châu Âu, tái đắc cử thành công trong nhiệm kỳ thứ 6 vào tháng 8 năm ngoái. Các nước phương Tây bao gồm Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh đã chỉ trích Tổng thống Lukashenko bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Belarus sau khi ông này tái đắc cử. EU cũng có mâu thuẫn với Belarus, đặc biệt là với các lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Lukashenko vì ông đã mạnh tay trấn áp các cuộc biểu tình quy mô lớn chống lại cuộc bầu cử của ông. Khi EU chuẩn bị cho các lệnh trừng phạt bổ sung, Tổng thống Lukashenko đang chiến đấu với các nước EU bằng cách hỗ trợ người di cư. Theo đó, cuộc khủng hoảng người tị nạn đang được hiểu là một biện pháp trả đũa của Tổng thống Lukashenko. Ngoài ra, Tổng thống Lukashenko đang đe dọa sẽ chặn đường ống dẫn khí đốt từ Nga trên phần đất của Belarus. Đây là nguồn năng lượng quan trọng đối với các nước EU như Đức. Tuy nhiên, EU đang đề xuất các biện pháp trừng phạt bổ sung và tình hình đang trở nên tồi tệ hơn. Cùng ngày, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borrell nói với các phóng viên rằng lệnh trừng phạt thứ 5 đối với làn sóng di cư đã được thống nhất và sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới. Người phát ngôn chính phủ Đức cho biết, Thủ tướng Merkel và Tổng thống Lukashenko nhất trí tiếp tục thảo luận về vấn đề người tị nạn và viện trợ nhân đạo. Hiện tại, những người tị nạn mắc kẹt đang đối đầu với lực lượng biên phòng Ba Lan ở biên giới Belarus-Ba Lan. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin, một đồng minh của Belarus, cũng đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Lukashenko và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Reuters đưa tin. Thưa quý vị, năm 2016, Hàn Quốc bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối, SAC, của Mỹ, một động thái khiến Trung Quốc hết sức bất mãn. Cựu ứng cử viên Tổng thống của Đảng đối lập Hàn Quốc, Yoon Suk-yeol vào ngày 12 đã một lần nữa bày tỏ lập trường cứng rắn và nói rằng việc triển khai SAC là chủ quyền quốc gia. Theo hãng tin Yonhap, tiếng nói của ông Yoon Suk-yeol, ứng cử viên tổng thống của Đảng Quyền lực Quốc dân đối lập chính ở Hàn Quốc, đã tăng lên thời gian gần đây. Trong các cuộc thăm dò gần đây, tỷ lệ tán thành của ông là 43%, vượt qua ứng cử viên tổng thống của Đảng cầm quyền Lee Jae-myung có tỷ lệ 31,2%. Vào ngày 12, ông Yoon một lần nữa bày tỏ lập trường cứng rắn với Trung Quốc, cho biết ông nhấn mạnh rằng việc triển khai hệ thống SAT và hợp tác giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc dựa trên tình hình an ninh quốc gia của Hàn Quốc và đây cũng là vấn đề chủ quyền quốc gia. Ông Yoon cho biết nếu đắc cử Tổng thống, ông sẽ nỗ lực tổ chức các cuộc đối thoại chiến lược thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo cao nhất của Hàn Quốc và Trung Quốc. Vào tháng 7, ông Yoon từng tuyên bố rằng trước khi Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc rút triển khai SAT, trước tiên họ nên rút các radar từ xa do Trung Quốc triển khai ở miền Nam. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc đã có những thay đổi mạnh mẽ trong năm 2016. Vào thời điểm đó, Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử bom khinh khí khiến Hàn Quốc đưa vào sử dụng hệ thống chống tên lửa SAP của quân đội Mỹ. Động thái này đã gây ra sự bất mãn mạnh mẽ đối với Trung Quốc. Sau khi ông Moon Jae-in nhậm chức, ông đã hứa hạn chế sử dụng hệ thống SAP. Điều này đã làm giảm bớt mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Vào tháng 11 năm 2016, tập đoàn Lotte đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Hàn Quốc về việc cải tạo một trong những sân golf của họ để trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa SAT. Do chính quyền Hàn Quốc kiên quyết yêu cầu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa SAT của Mỹ, nên chính quyền Bắc Kinh đã không hài lòng và ban hành lệnh hạn chế đối với Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn Yonhap, có 99 siêu thị lớn của Lotte trên khắp Trung Quốc, 74 trong số đó đã bị chính quyền Bắc Kinh cưỡng chế đóng cửa dưới danh nghĩa thanh tra hỏa hoạn. 13 trong số đó phải tạm thời đóng cửa do các cuộc biểu tình chống Hàn Quốc. Trên thực tế, tập đoàn Lotte không phải là công ty đầu tiên hứng chịu đòn trả đũa từ Bắc Kinh. Kể từ khi chính quyền Hàn Quốc quyết định triển khai SAP, chính quyền Bắc Kinh đã chặn nhập khẩu nhà vệ sinh công nghệ cao của Hàn Quốc và một số mỹ phẩm. Họ cũng đã hủy các buổi hòa nhạc do các nghệ sĩ Hàn Quốc tổ chức tại Trung Quốc, đồng thời hạn chế các chuyến bay và khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc. Ngoài ra, vào tháng 1 năm 2017, Samsung Electronics và tập đoàn Lotte cùng các công ty lớn khác của Hàn Quốc đã cảnh báo rằng
các doanh nghiệp của họ tại Trung Quốc sẽ bị thiệt hại do chính phủ Hàn Quốc kiên quyết triển khai TAT. Thưa quý vị, theo các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, sau khi các phi hành gia Thần Châu 13 của Trung Quốc vào trạm vũ trụ Thiên Cung gần một tháng, họ đã xuất hiện trong chương trình truyền hình theo lời mời của Đài truyền hình Trung ương CCTV. Ba phi hành gia Vương Á Bình, Diệp Quang Phú và Địch Chí Cương cùng xuất hiện trên chương trình. Theo hình chụp màn hình video của đài CCTV Trung Quốc, khuôn mặt của ba phi hành gia có mức độ sưng phù khác nhau. Theo báo cáo, điều này chủ yếu là do việc truyền chất lỏng của cơ thể trong môi trường không trọng lượng. Báo cáo cho biết, trong môi trường vi trọng lực của không gian, sự thay đổi của cơ thể phi hành gia không chỉ là khuôn mặt trở nên to hơn, dịch cơ thể trào ngược lên còn có thể gây tắc nghẽn dây thanh quản và khoang mũi. Bạn sẽ cảm thấy nghẹt mũi và giọng nói cũng sẽ thay đổi một chút giống như bị cảm. Vào năm 2013, NASA đã thực hiện các cuộc kiểm tra thể chất đối với 27 phi hành gia trở về từ trạm vũ trụ, những người đã trải qua trung bình 108 ngày trong không gian. Nhiều người trong số họ có đôi mắt bất thường, 9 người trong số họ bị sưng xung quanh dây thần kinh thị giác và 6 người bị lác ở đáy mắt. Báo cáo nghiên cứu của NASA cũng chỉ ra rằng môi trường vi trọng lực có thể gây ra những thay đổi không thể đảo ngược trong thị lực của các phi hành gia. Không chỉ vậy, tình trạng không trọng lượng trong thời gian dài sẽ khiến các phi hành gia bị mất xương và mất sức mạnh cơ bắp. Họ cần tập thể dục thể thao 2 tiếng mỗi ngày để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Dù chán ăn nhưng các phi hành gia cũng phải ép để thực hiện các quy định hàng ngày. Do chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể bảo đảm công việc bình thường, các phi hành gia bị tăng áp lực nội sọ và giấc ngủ trong không gian không phải lúc nào cũng tốt. Các tia vũ trụ thường xuyên lọt qua vách ngăn và họ có thể nhìn thấy khi nhắm mắt do sự lóe sáng của các hạt năng lượng cao để lại trên võng mạc. Thưa quý vị, hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới gần đây đã cam kết chấm dứt nạn phá rừng vào cuối thập niên này. Trung Quốc là một trong những quốc gia hứa sẽ cứu rừng trên thế giới. Chuyên gia bình luận các vấn đề thời sự John Mark Lyon đã đặt câu hỏi: chúng ta đang chứng kiến một Trung Quốc mới có ý thức về khí hậu chăng? Ông Tập Cận Bình có thực sự quan tâm đến cây cối? Câu trả lời cho cả hai câu hỏi không có gì đáng ngạc nhiên, dường như là không. Sau đây là những bình luận của ông Lyon về vấn đề này trên Epoch Times. Với biến đổi khí hậu, loài người đang phải đối mặt với một sự tính toán hiện hữu. Đây là ý kiến của John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu. Ông chủ của ông, Tổng thống Joe Biden, chắc chắn đồng ý. Theo trang web tranh cử của Tổng thống, Hoa Kỳ phải đối mặt với thách thức chưa bao giờ lớn hơn về biến đổi khí hậu. Ông Biden dường như đặc biệt lo ngại về nạn phá rừng và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn chặn nó. Tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Glasgow vào ngày 1 tháng 11, mỗi quốc gia đã long trọng hứa rằng sẽ ngăn chặn và đảo ngược tình trạng mất rừng và suy thoái đất vào năm 2030. Tin tốt là Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng ở đây để giúp đỡ. Theo ông William Langer, nếu bạn nói dối đủ nhiều, nó sẽ được tin tưởng. Dù Đảng Cộng sản Trung Quốc có hứa và phá bỏ bao nhiêu lần đi chăng nữa, dường như không bao giờ thiếu những người sẵn sàng tin tưởng những bảo đảm về khí hậu tiếp theo. Trong thực tế, nhiều lần trước đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc có lịch sử đưa ra những cam kết mạnh mẽ về khí hậu, nhưng họ cũng có một lịch sử không tôn trọng bất kỳ cam kết nào trong số đó. Với cam kết không phá rừng của Bắc Kinh, chúng ta sẽ phải thất vọng một lần nữa. Rốt cuộc, theo một nghiên cứu của Forest and Finance, các tổ chức tài chính Trung Quốc tất cả đều gắn chặt với Đảng Cộng sản Trung Quốc là một trong những tổ chức đóng góp nhiều nhất vào nạn phá rừng mưa nhiệt đới. Một nghiên cứu khác được công bố vào tháng 6 đã ghi lại những cách mà các ngân hàng Trung Quốc đã đổ hàng tỷ đô la Mỹ vào các doanh nghiệp nông nghiệp liên quan đến phá rừng. Trong 7 năm qua, theo cơ quan giám sát sinh thái Global Witness, các nhà tài chính Trung Quốc đã cung cấp hơn 22,5 tỷ đô la Mỹ vốn cho các công ty sản xuất dầu cọ và đậu nành, hai mặt hàng có liên quan mật thiết đến nạn phá rừng. Những cam kết nhẹ nhàng và những lời hứa suông. Cam kết phá rừng mới nhất của Trung Quốc không nên được coi trọng, phần lớn là do Bắc Kinh có lịch sử nói những lời dối trá trơ trẽn. Như Jacob Hamburg, cố vấn cấp cao của chương trình Đại học Stanford về địa chính trị và công nghệ, đã lưu ý gần đây rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thành tích đáng kinh ngạc trong việc duy trì các thỏa thuận quốc tế về các vấn đề từ vũ khí hóa học và sinh học đến địa vị chính trị của Hồng Kông. Hơn nữa, nếu Trung Quốc thực sự nghiêm túc trong việc thực hiện những nỗ lực lớn về khí hậu, thì họ đã không đàn áp và đe dọa một cách tàn bạo nhiều nhà hoạt động khí hậu của đất nước. Chính quyền Trung Quốc không có thiện cảm với những người phản đối vì môi trường, ngay cả những người đấu tranh để thở trong các thành phố bị ô nhiễm khủng khiếp của nước này. Về việc ông Tập và Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiêm túc về các vấn đề môi trường, bao gồm cả nạn phá rừng, chúng ta chớ tin tưởng. Hãy nhớ rằng, ông Tập đã chọn không tham dự COP26, được cho là hội nghị thượng đỉnh về khí hậu quan trọng nhất trong lịch sử. Theo ông Biden, quyết định bỏ qua hội nghị thượng đỉnh ở Glasgow của ông Tập là một sai lầm lớn. Trung Quốc chưa bao giờ làm bất cứ điều gì tích cực cho môi trường, nhưng đại đa số các quốc gia trên thế giới dựa vào nước này cho các nhu cầu thiết yếu,
bao gồm cả dược phẩm và điện thoại di động. Sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc tiếp tục tàn phá đất đai và sông ngòi, nhưng 138 trong số 195 quốc gia trên thế giới đã mời Bắc Kinh vào sân sau của họ. Với Trung Quốc, không có gì thay đổi. Tại sao? Bởi vì không có động cơ nào để Trung Quốc thay đổi. Nếu bạn đã có được mọi thứ bạn muốn mà không cần phải hy sinh một chút nào, tại sao phải thay đổi? Vào ngày 3 tháng 11, hơn 100 quốc gia đã đăng ký một sáng kiến mới do Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu khởi xướng. Các quốc gia hứa sẽ cắt giảm lượng khí thải metan vào năm 2030. Tuy nhiên, Trung Quốc đã hạn chế đưa ra bất kỳ lời hứa nào liên quan đến khí metan. Điều này thật kỳ quặc. Nếu quốc gia thực sự quan tâm đến rừng của thế giới, thì tại sao quốc gia đó không tham gia cam kết về metan? Năm ngoái, bà Madeleine Scammell, giáo sư sức khỏe môi trường tại Đại học Boston và các đồng nghiệp của bà đã công bố một nghiên cứu về ảnh hưởng của khí metan đối với đất và cây cối. So với những cây khỏe mạnh, những cây sắp chết có dấu vết khí metan xung quanh rễ cao hơn tới 30 lần. Khí metan gây hại cho con người theo nhiều cách khác nhau. Nó làm suy yếu tầm nhìn, lời nói, nhận thức và hơi thở của con người. Nó có hại cho mọi thứ và mọi người, kể cả cây cối trên thế giới. Điều này đưa chúng ta trở lại với cam kết chống phá rừng của Trung Quốc. Hãy nhớ rằng, một lời cam kết chẳng qua chỉ là một lời hứa. Và như chúng ta đều biết, một lời hứa từ Bắc Kinh cũng giống như một lời hứa của một kẻ nghiện rượu không muốn bỏ rượu, hoàn toàn vô giá trị. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên SafeChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Mục tin Thế giới trưa của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.